Bạn có tự hỏi ai là sư phụ của thầy Thích Trúc Thái Minh trụ trì chùa Ba Vàng? Hòa thượng ân sư Thích Thanh Từ từng nói: "Chú hay chống người này, chú hay chống người kia, người tu đừng có đứng mặt này mà chỉ trích mặt kia, bỏ cái tên tôi cho thì coi như ngang đó, thì hết tình thầy trò rồi. Tu Phật mà nói về coi âm là cái chuyện trái đạo lý. Tôi nói đây là một người tạo tội, ai mà hùa theo thì thầy trò sẽ cùng nhau xuống địa ngục." Từng là giảng viên đại học, Đại đức Thích Trúc Thái Minh xin xuất gia và trở thành trụ trì chùa Ba Vàng năm 2007. Đại đức Thích Trúc Thái Minh tên thật là Vũ Minh Hiếu, sinh năm 1967 tại làng Sen, thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Ông là người con thứ năm trong gia đình có 7 anh chị em. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, ông thi đỗ trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Sau khi hoàn thành khóa học, ông được giữ lại trường và trở thành giảng viên. Tháng 6 năm 1988, sau chuyến đi thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt để xin phúc Bồ Đề Tâm, ông quyết định xuất gia và xin đến thực hành đời sống tập sự xuất gia tại chùa Diên Phúc. Sau 2 tháng thực tập, ngày 19 tháng 6 năm 1999, ông tiếp tục vào thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt để xin xuất gia, chính thức bước vào đời sống tu sĩ, pháp danh là Thích Trúc Thái Minh, đệ tử của ân sư Hòa thượng Thích Thanh Từ, người khôi phục dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Năm 2001, ông xin ra Bắc góp sức xây dựng thiền viện Trúc Lâm Yên Tử. Đến năm 2007, ông được mời về làm trụ trì chùa Ba Vàng, Bảo Quang Tự, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Hòa thượng Thích Thanh Quyết chia sẻ: "Rõ ràng thầy Thái Minh theo Phật giáo miền Bắc đang mặc kiểu Bắc Tông, một mình thầy mặc kiểu Nam Tông. Tất nhiên không ai quy định phải mặc như thế này, như thế kia. Nhưng mình đang sinh hoạt Phật giáo ở đâu thì hòa đồng ở đó, tại sao phải khác? Làm đập dị đi làm gì, còn bắt hàng trăm Phật tử mặc như thế. Còn nếu thầy thích theo Nam Tông, thầy có thể làm báo cáo đàng hoàng cho giáo hội xin gia nhập Nam Tông, ai cấm đâu. Như vậy thầy có thể hành đạo, hành lễ theo đúng Nam Tông. Đằng này cứ riêng thầy trò thầy Thái Minh bảo nhau mặc như thế." Vì nhắc nhở lên thầy Thái Minh từng sám hối trước thượng tọa nhiều lần. Sám hối thì có, nhưng thật ra tính thầy Thái Minh nạ, thầy xuất gia muộn. Học hành Phật Pháp chưa có gì bài bản, chưa qua trung cấp, sơ cấp học viện, tính lại thích thể hiện, nếu thể hiện đúng theo giáo pháp nhà Phật thì cũng tốt thôi. Nhưng tại chưa có gốc học hành Phật Pháp nên thầy thể hiện theo kiểu nhảy cóc không đâu vào đâu. Lúc nào chúng tôi cũng nói thì lại bảo chúng tôi lặng nề, tuổi thầy cũng không kém tôi bao nhiêu, lại được học hành ngoài đời bài bản, chúng tôi cũng phải trân trọng, nói vừa vừa thôi. Cũng có lúc thầy sám hối. Chuyện sám hối trong nhà chùa thì cũng giống như chuyện sám hối ngoài đời ấy thôi.